Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Ngày hôm nay thì giới thiệu với các bạn một lô mai cát Bình Thuận mới về. Lô này có tất cả là 9 phôi các bạn. Đầu tiên là mã BG1, một phôi khá là to các bạn ơi. Phôi có hoành tổng của nó là 74 ha. Chiều cao cũng là 74 luôn. Và phôi này thì ngày hôm nay giao lưu anh chị em mình với giá là 1 triệu 800 nghìn ha. Cây này thì ở giữa nó có một cái lỗ bọng các bạn, nó tầm khoảng 3 đốt ngón tay. Cây này về anh em tùy cây thế anh em chơi ha. Này thì nó có tất cả là 5 thân rồi các bạn, 5 thân rồi ha. Nó có một cái lỗ bọng ở đây, nó tầm khoảng là 3 đốt ngón tay, 3 đốt ngón tay nha, lỗ ha, nó lỗ ở chỗ này, sâu nữa nha. Sâu nữa thì em toàn đợt cho 3 đốt ngón tay các bạn, tối đa nó là 3 đốt ngón tay thôi. Lỗ đây nha, cây thì rễ rất là nhiều luôn nha. Con này giao lưu anh chị em mình ngày hôm nay với giá là 1 triệu 800 nghìn các bạn. BG1 hoành 47, chiều cao 47, cây khá là lực lượng. Hôm nay thì có 5 cái phôi đầu thì nó khá khá các bạn. Rồi tiếp theo là mã BG2, một phôi không có rễ chọc nha. Phôi này là không có rễ chọc nè, rễ thì trải khá là đẹp, hoành của nó là 50 ha, hoành là 50, chiều cao cũng là tổng chiều cao của nó cũng là 74 các bạn. Và phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 1 triệu 200 nghìn. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Mình đến với mã tiếp theo là mã BG3, một phôi dáng có chân rễ cũng rất là đẹp bạn, rễ chọc cũng nhỏ xíu thôi, rễ chọc là không, nó trải về phía sau luôn, không có bấu xuống ha. Nó có cái thế quỳ cũng rất là đẹp các bạn, rất là lực lực cây ha. Hoành của phôi này là 60, tổng chiều cao của nó là 90 các bạn. Và phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá cũng là 1 triệu 600 nghìn, bao gồm phí vận chuyển nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Số điện thoại quen thuộc vẫn là 0867 098 446 ha các bạn. Tiếp theo mình sẽ đến với mã BG4, một phôi hình thú ha, một phôi cuộn, rễ cuộn hình thú rất là đẹp, lưng thì lắc lượn cũng rất là hay ha, đầu khá là gọn, đầu nó phân ra làm 4 thân,
Phôi này hoành cũng là 60, tổng chiều cao của nó là 83. Và phôi này thì ngày hôm nay giao lưu của bạn với giá là 1.800.000 ha các bạn. 1.800.000 cho ngà mã BG4 hình thú. Tiếp tục mình sẽ đến với mã BG5, một phôi có hoành là 53. Dáng thế thì nhìn nó cũng rất là đẹp các bạn. Chân thì cũng là chân rễ, không có rễ chọt ha. Chân rễ thì không có rễ chọt, có một cái đuôi hồi phía sau cũng nhìn cũng rất là cân. Phôi rễ rễ thì cũng khá là bề thế ha. Hoành là 53, tổng chiều cao là 70. Và phôi này thì ngày hôm nay giao lưu anh chị em mình với giá là 1.300.000 ha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ đến với mã BG6. Phôi này thì hàng tèn tèn nha các bạn. Hoành là 49, tổng chiều cao là 80. Và phôi này thì giao lưu của bạn cũng với giá tèn tèn luôn là 600.000 bao gồm phí vận chuyển. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Nhắc lại đây là mai cát Bình Thuận các bạn nha. Mai rừng vùng cát Bình Thuận. Tiếp tục thì mình đến với mã tiếp theo, mã BG7, một phôi hai thân lớn và một cái thân nhỏ, hai vợ chồng có đứa con rồi đó các bạn, có sinh sôi ha. Hoành của nó là 48, tổng chiều cao là 70. Và phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 650.000 đồng, giá đã bao gồm phí vận chuyển là 650 ha. Thank you.
Tiếp theo là một cái phôi khá là cùi. Cùi thì mình bán theo giá cùi các bạn. Phôi có hoành là 56, tổng chiều cao là 85. Và phôi này giao lưu anh chị em về thử nghiệm, trải nghiệm thuốc men, thử tài năng. Với giá là 500 ngàn bao gồm phí vận chuyển nha. Mã cuối cùng, mã BG9. BG9 các bạn. Một phôi có hoành là 55, chiều cao là 80, một cốt 3 tấn, rễ yếu. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 400 ngàn, bao gồm phí vận chuyển. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Hai phôi cuối là hai phôi nghiệt ngã đó các bạn. Anh chị em nào yêu thì liên hệ. Số điện thoại liên hệ quen thuộc xuất hiện trên màn hình của các bạn đó là 0867 098 446. Sắc vàng hân hạnh được phục vụ quý cô chú anh chị em những cây phôi gần xa ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.